Chào mừng tất cả các bạn đến với Sao Lai. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy kim loại, máy dò kim loại dưới nước Xponter Scuba này. Rồi, chúng ta bắt đầu tìm hiểu cấu tạo của nó. Đây là cái mâm dò. Phần này đây là phần thân máy. Cái đuôi này chúng ta sẽ mở ra và có thể sạc pin ở đây. Đây chúng ta có một cái lỗ để sạc pin. Và phụ kiện kèm theo sẽ có một cái đầu dây micro USB này, cắm vào và sạc rất là dễ dàng, tiện lợi. Ở đây là phần đèn. Đây là một cái đèn flash sẽ nhấp nháy. Còn đây là một cái đèn có thể soi được dưới nước này. Đèn này tuy là nó không sáng cho lắm. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng máy nha. Đầu tiên thì ở đây có một cái nút, nút này là nút chỉnh các chế độ của cái máy này. Có các chế độ bao gồm là dò báo tiếng kêu và tín hiệu đèn, dò rung và tín hiệu đèn, và dò vừa có tín hiệu vừa tiếng kêu và cả rung. Đây là nút bật nguồn và tắt nguồn. Khi mà chúng ta bật nó lên ấy, thì sẽ có khoảng 2 phút để mà khởi động máy. Nhưng mà máy này tôi đã dùng vài hôm rồi nên là không sao. Bật lên nó sẽ rất là nhanh và khởi động. Còn bình thường máy các bạn mua về thì các bạn bật lên thì phải chờ khoảng là từ 2 đến 5 phút. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu dò. Các bạn thấy không? Đối với những vật mà nó to á, thì cái phạm vi dò của nó rất là lớn. Đây là tầm khoảng 10, 15 đến 20 cm. Còn những cái vật mà nhỏ, ví dụ như thanh lục giác này thì chúng ta phải thấp hơn một xíu. Còn nếu mình như con đinh vít, nó những cái đồ mà chúng ta cần dò nó tí xíu như này thôi thì phải là rất là gần. Cái này khoảng 5 cm, còn cái này thì khoảng 10 cm. Cái này tầm khoảng là 20. Vâng, đấy là cách sử dụng cơ bản của cái máy này. Chào các bạn.